Hello anh em, là mình nha. Hôm nay á mình sẽ chạy xe với bạn, mình với lại bạn Jason, gọi nó là Mọi. Thì mình hôm nay mình sẽ không có review về xe, thì mình chỉ chạy vòng vòng thôi. Thì mình sẽ làm một cái video, tức là mình với nó sẽ tới nhà một người bạn, là chú Tommy, là cái người mà chủ của cái chiếc R1 với lại chiếc Ducati màu màu vàng bữa trước á. Thì hôm nay mình sẽ nói về cái quá trình, cái câu chuyện của mình thì rất là dài, thì mình sẽ để dành nó cho một cái video khác. Thì hôm nay mình sẽ trên xe thì mình sẽ nói về cái quá trình mà làm sao để bạn Jason, bạn Mọi á, cái quá trình mà bạn lấy được chiếc xe này cũng là một cái quá trình rất là gian nan, và tốn rất là nhiều thời gian cũng như là công sức, nhưng mà cái kết quả thì đó anh em thấy đó, là một chiếc xe rất là đẹp. Ok. Thì cái số tiền mà mình bỏ ra cho chiếc xe này là 4.000 lẻ cỡ chừng 50 đó. Rất là hài lòng, tại vì mình trước tới giờ thì mình chưa có nghĩ là kiếm, chưa bao giờ mình nghĩ là kiếm được chiếc 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 xe mà nó giá cả nó quá thơm như vậy. Thì thằng Mọi á, thì nó rất là vui. Cái ngày mà lấy cái xe về á, là mình chạy về, tại nó chưa có bằng lái cho nên nó không có được chạy, thì rất là vui. Bao nhiêu cái ngày hôm đó là ảnh đi cà tưng, ảnh đi như bay vậy đó, mừng lắm. Thì đó cũng là một cái niềm hạnh phúc mà những người mà chơi mô tô á, như anh em mình á, khi mà nhìn thấy một cái người bạn đạt được cái ước mơ, mua được chiếc xe mong muốn, mua được chiếc xe mong muốn, nó hạnh phúc như thế nào. Thì nếu mà anh em nào á mà chưa có xe thì cố gắng lên, tại vì đến một ngày nào đó thì mình sẽ có được thôi. Mình thì cũng nhiều lần mình góp ý, mình khuyên, tại vì là chiếc xe lúc đó rất là khó kiếm mà giá cả thì nó mắc đó, nhưng mà không hiểu, nhưng mà nói thì nó mình thì mình hướng nó là mua cái xe nào đó ngon thôi, rồi mình chạy một thời gian rồi mình bán, có tiền mình có lời mình bán xong rồi mình mua chiếc xe ngon hơn. Thì nó nói là do là giống như là cái vấn đề mà về gia đình đó, thì mua, nếu mà đã mua rồi là không có bán nữa đâu, đại bán là không có cơ hội mua lại, cho nên là mình cũng hiểu. Nói chung là anh em cũng tranh luận cái vấn đề đó rất là gay gắt, nhưng mà cuối cùng thì kết luận là sẽ kiếm một chiếc sơ cho nó. Thì thằng Mọi thì nhà nó là có vợ rồi, cho nên là nó không có dễ dàng như mình. Mình thì tiền trong túi của mình là tập của mình, mình không có phụ thuộc vào ai hết, mình không có ai ràng buộc hết, cho nên là mình thích cái gì mình làm cái đó. Nhưng mà cái người có gia đình thì nó khác, đó cũng là một cái vấn đề mà của những cái người anh em Việt Nam mà chơi xe bên này mắc phải, khi mà muốn thuyết phục gia đình hay này kia, người người nhà để mà mua mua xe á. Thì chiếc đầu tiên á, mình đi coi với nó chiếc đầu tiên á là chiếc xe 1000 đời 2007, rất là đẹp. Cái mơ xe rất là thấp, nhưng mà không hiểu tại sao cái thằng đó, thì ban đầu thằng đó đó là nó đòi 4.800, 5.200, nhưng mà anh em mình trả 4.800, rồi xong rồi nó ok rồi. Thì qua ngày hôm sau á, khoảng 3 4 ngày sau mình hẹn đi đi coi xe, thì nó lại nhắn, nó nói là
hôm đó là ngày rất là buồn cho mấy anh em, tại vì á cái ngày hôm đó là chuẩn bị tiền bạc rồi mọi thứ hết đông đầy đủ hết, nón mũ rồi xin đổi ca làm này kia, rồi cuối cùng á là không có được, thành ra là rất là buồn, rất là tiếc cho chiếc xe đó. Rồi sau đó đó là mình với nó đi coi một chiếc xe 2008 màu đen 750, thì chiếc đó thì lại bị tông té nhiều quá. Mình ông đó thì ông bán lẻ thôi, ông bán chiếc đó có 4.200 thôi, mình trả ông 3.500 mà ông cũng bán luôn ông. Nhưng mà mình nhìn kỹ thì cái xe đó nó bị hư nhiều, mà nếu mà tính toán kỹ á thì cái số tiền mà bỏ ra để mà phục hồi lại cái tình trạng ban đầu á là khá lớn, có thể là tính tới tiền ngàn, cho nên là mình nghĩ là nó không có lợi, cho nên là mình cản nó, mình nói nó đừng có mua. Rồi sau đó đó là cái chiếc xe 2008 luôn, 1000cc, thì chiếc này thì đẹp, còn rất ít mouse. Nhưng mà khi tới nơi á thì xe đó là xe Savage Title, thì cái này cái Savage Title á thì mình có nói với anh em trong cái video, giải thích trong cái video trước rồi, thì anh em nào mà không hiểu á thì có thể coi lại cái video trước, trong cái nghĩa điện xe cũ á. Sau 3 lần á đi coi xe không thành công như vậy thì mình rất là nản, mình với nó rất là nản, mình nói nó thôi kiếm xe khác đi, này kia, nhưng mà nói chung là thằng này nó cũng rất là kiên trì, thì nó nói thôi ráng đi, lần này thêm lần nữa, nếu mà không được nữa thì thôi. Thì là rồi đến một ngày thì mình thấy bạn của mình đó là chú Tommy, là cái người mà sở hữu cái chiếc Orwan với lại chiếc Ducati á. Ok, ra freeway rồi, mình chắc mình không có nói nữa, tại vì ra freeway rồi ồn lắm.
hồi nãy ra freeway anh hai thằng bào ghê quá, không có kịp nói chuyện. Thì mình tiếp tục cái câu chuyện là cái chiếc xe tới với chiếc xe này á, tới chiếc xe thì cái ông mà muốn bán, ông chủ xe á, ổng là người Mỹ nhưng mà ổng làm việc ở bên Úc, thành ra là ổng đi đi về về cho nên ổng không có thời gian ổng chạy. Thì ổng mới đòi bán đó. Thì khi mà ổng đang bán á, thì ổng bán 5,000+ á. Mình tại vì cái thằng mọi thì cái số tiền mà nó có không có nhiều, nó chỉ có cái chừng 4,000+ thôi. Nhưng mà mình á, thì mình rất là dạn trong cái việc trả giá. Mình trả giá rất là mất dạy. Phải nói là phải mình phải dùng cái từ là mất dạy, tại vì á người ta đòi 5,000 thì thường thường á 5,000, 5,200, 5,300 thì mình thường mình trả là mình trả cái chừng 4,800 hoặc là 4,900, tệ lắm là 4,500 thôi, thì mình trả một phát 4,000. Cho nên là, nhưng mà ổng bình thường ổng vui vẻ, ổng nói ok tụi bay cứ đợi cho tao mấy ngày đi, tao suy nghĩ rồi tao trả lời. Thì sau mấy ngày thì mình ổng reply lại, thì ổng nói là bây giờ cho tao thêm 2 ngày nữa để tao chốt lại, tại vì cũng có mấy người muốn mua xe, nhưng mà cuối cùng á là không tới coi hết, cho nên là mình mới lộn đường rồi, lâu quá không đi. Ổng mới nói cuối cùng là ổng mới gọi hai thằng tới, nhắn tin là hai thằng tới. Thì ngày hôm đó gom, sau khi mà anh em gom tiền rồi á, thì thằng ngoại nó mới mình với nó mới đi. Thì lên trên đó khi mà nhìn chiếc xe á là mình chịu liền, tại vì mình là một người rất là khó tính. Khi mà mình đi coi xe, mình đi mua xe thì mình là một người cực kỳ khó tính. Mình từng lý từng tí, coi như là mình bắt bẻ từng lý từng tí. Thì cái xe này á, nó không có cái điểm gì để chê hết. Cái xe chiếc xe của nó đó không có cái gì để chê hết. Xe thì cái tình trạng thì cực kỳ mới. Có hai cái, người ta gắn hai cái đồ mà chống đổ đó, bự chà bá nè, cái loại này để mà cho mấy người mà stun á, người ta tập bốc đầu á. Rồi bô á thì được đi khác rồi. Đó, thì mình sẽ nói sau, mình sẽ trong cái video mà mình review cái xe này. Đó, thì cái xe nó có mới cái xe này hồi mà mua về là bao nhiêu mouse? 6,400. Có 6,000 mouse thôi. Thì 10 năm. Chiếc xe 10 năm tuổi mà chạy có 6,000 mouse thôi thì rất ít. Ở bên Mỹ này vậy là rất ít, nhất là mấy, đối với mấy chiếc xe, tại mấy chiếc xe người ta chạy dữ lắm, người ta chạy tầm 30,000-40,000 mouse không à. Thì cái xe này khi mà thấy là mình chịu liền, mình ưng liền, thì ok vô chồng tiền rồi này kia. Thì mình kịp lấy của ổng cái nón ha. Đó, thì thường thường á là ở đây á, khi mà mình đi mua xe thường thường á là mình khi mà thỏa thuận giá cả đó, thường thường mình hay giống như là xin đồ lắm, người ta có gì xin cái đó. Có nón thì xin nón, có áo xin áo, cho thì ok, không cho là thôi đó. Nhưng mà cứ xin đó, không có tốn cái gì của mình hết. Cho nên là xin được một cái nón với một cái áo Suzuki rất là đẹp. Cái áo Suzuki của nó thì áo da 100% luôn, rất là đẹp. Thì cuối cùng là anh em rất là happy. Cái ngày hôm đó thì thằng ngoại nó giống như là người đi trên mây vậy đó, tại vì mấy tháng á, cái quá trình mình mua xe cũng phải là 2 tháng á. Sau 2 tháng coi như là alo 2 tháng tìm kiếm rồi, coi như là bị thất vọng 4 lần, cuối cùng thì cũng lấy được chiếc xe về. Mà chiếc xe đó thì nó lại hoàn hảo, vượt quá cái sự mong đợi của mình. Thật ra thì thằng ngoại nó hơn hơn mình, tại vì mình á là mình thích cái xe, những cái xe mình thích á thì mình đều không có mua được cho cái lần đầu tiên. Nhưng mà nó thì cái chiếc xe nó thích thì nó ngay là chiếc xe đầu tiên là nó có được chiếc xe nó thích đó. Mình thì mình thích R1, nhưng mà phải đến chiếc xe thứ ba thì mình mới được lấy R1 về.
hai chiếc xe đầu tiên là hai chiếc xe mình ghét cực kỳ, tại vì nó màu đỏ. Mình rất là ghét xe màu đỏ đó. Nhưng mà tại vì mình không có cơ hội lựa chọn, tại vì tiền ít cho nên là không có hít hàng thơm được. À, thì bây giờ đó là cái quá trình mà có xe. Thì như anh em đã biết đó, là khi mà bên này á, những người mà có gia đình đó mà muốn mua được chiếc xe rất là khó, tại vì mình phải thuyết phục người nhà đó, mình phải thuyết phục người nhà ở này kia ba lút. Đây là chú Sa Mì ha, đây là cha nuôi. Lần trước mà cái video trước mình có giới thiệu rồi đó. Tôi nghe ổn ổn mà không biết phải. Đó, thấy chiếc con ác quỷ ồ quanh trong nhà không? Qua hai cái bị chín mẹ. Thì muốn mua xe á, tiền bạc á thì nó cũng là vấn đề đó, nhưng mà nó không phải là cái vấn đề chính cho đối với những người mà họ có gia đình. Tại vì á muốn mua được xe á thì phải thuyết phục được người nhà. Ví dụ như là ai có vợ thì phải thuyết phục vợ, ai có mẹ thì phải thuyết phục mẹ. Tại vì ở bên này á, người ta cứ truyền tay nhau á là chạy mô tô rất là nguy hiểm đó. Cho nên là ai ai cũng có cái mindset đó trong đầu. Đó cũng là một cái trở ngại mà đối với những cái người mà chơi mô tô ở bên Mỹ này, người Việt á chơi mô tô ở bên Mỹ này mắc phải, đó là gia đình đó. Thì nhưng mà cuối cùng á thì sau bao nhiêu cái khó khăn thì rồi gian nan rồi chạy chật lên xuống lận đận thì cuối cùng á cũng rước được chiếc xe về nhà. Thì nó không phải là cái niềm hạnh phúc riêng của nó mà của mình nữa, tại vì mình chính mắt mình nhìn thấy thằng bạn của mình nó đạt được cái ước mơ như vậy, thì mình rất là vui. Thì nói chung là cái ngày hôm đó đó là anh em giống như là vô làm rất là vui, cảm giác giống như là bay trên mây vậy đó. Cuối ngày thì bắt đầu xách xe ra đem ra ngoài cái chỗ mà đậu xe, cái kho pho, cái giũa giũa lên giũa xuống, giũa lên giũa xuống. Ok thì good to see you. Ok, thì bây giờ mấy anh em định chạy ra đi ăn kem. Thì chú Tommy thì sẽ chạy xe của mình. Mình chạy không? Đang làm video. Ok, thì chú Tommy thì sẽ chạy xe của mình. Còn mọi thì chạy xe của nó. Mình sẽ chạy xe ổng. Ôi mẹ ơi, lâu quá không chạy qua nó ghê quá. Mấy tháng rồi mình không có lên lại cái xe Owa này á, nó ghê quá. Ôi mẹ ơi. Bánh xe mà. Thì đó nó giọt ghê lắm, nó chồm lên. Đi trước đi, lên O1 chạy sướng quá. Thì chiếc O1 này á
vài bữa nữa mình lau chùi, mình sẽ lau chùi sạch sẽ, rồi xong rồi chú Sammy sẽ với mình sẽ lau chùi sạch sẽ rồi mình sẽ review về nó. Đây là những xe mà mình rất là mê. Từ cái lần đầu tiên á mà mình leo lên mình chạy là mình mê luôn, mình yêu thích nó từ cho tới bây giờ. Đến bây giờ thì ước mơ của mình, cái xe mà mơ ước của mình á, nếu như mình thật sự có tiền để mua một chiếc xe mà mình sở hữu á, mình muốn bán đi bán lại nữa thì đây là cái chiếc xe mà mình sẽ mua. Tại vì á, như là anh em đã từng biết là mình nói về cái thói quen chạy xe của mình á, là nó là phá làng phá xóm. Mình chạy kiểu như vậy đó, tức là giùm vậy đó. Cho nên là những xe mà 40,000 cái giùm đó nó đều không có đáp ứng được. Hình như CBR 1000, nhưng mà CBR 1000 thì nó lại mình lại không thích thiết kế của nó. R1 thì nó mình thích thiết kế của R1 hơn, với lại mình thích cái tiếng bô của R1, tại vì tiếng bô của nó giống như tiếng bô V-twin vậy đó, V-twin V4 vậy đó. Nên mình rất là thích. Còn những cái chiếc khác á, chiếc xe rồi Kawasaki Ninja ZX10 thì nó lại hiền, nó không có giọt, nó không có giật cái kiểu như vậy, cho nên là mình không có thích. Bây giờ mấy anh em đi tới chỗ này rồi tán dốc này kia, thì hy vọng là mọi người chạy được mà phải không? Chạy được mà đúng không? Thì cũng đâu có khó đâu, dễ mà, chạy tí nữa nó quen à. Đã quá, lâu ngày không lên O1 lên nó đã ghê. Hả? Ngon mà. Ngon sao kêu bán? Tối ngày đòi bán. Không thích thì bán. Chạy ngon gần chết luôn. Đảo em, không thích thì bán. Ok, thì bây giờ mình stop cái video ở đây ha. Thì đó là một dòng về cái quá trình của mọi nó lấy xe, rồi những cái trở ngại cơ bản mà khi mà mọi người dân chơi xe ở bên này á, dân mê xe ở bên này mắc phải đó, thì gia đình, ngoài tiền bạc ra thì gia đình cũng là một cái trở ngại rất là lớn. Mình sẽ stop cái video ở đây, thì hy vọng là anh em thích nó. Bây giờ đi ăn kem thì hy vọng là anh em sẽ thích cái video này. Mình sẽ làm video review sau khi mà cái miệng của mình nó hết đau, cái lưỡi của mình nó hết đau, thì mình sẽ làm video review, rồi sẽ còn có, mình sẽ đi tham quan nhiều chỗ khác nữa để phục vụ anh em. Thì mình từ bây giờ thì mình sẽ làm video YouTube một cách chuyên nghiệp hơn. Mình sẽ lắng nghe những cái lời góp ý của anh em, mình sẽ sửa đổi những cái điểm mà sạn trong cái video của mình. Thì hy vọng là anh em cũng sẽ giúp mình bằng cách là subscribe
cái YouTube channel của mình, để cho mình có